Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay, anh Khoa rất vui xin được trân trọng giới thiệu thể loại truyện ngôn tình đa mỹ với truyện đọc Thượng Ẩn phần 2, tác giả Sài Cây Đảng, nhóm biên dịch Web Truyện Online, nguồn dịch Phương Anh, Nguyên Anh. Chương 28, đây là cơm cho chó ăn. Và trước khi cùng đến với chương đọc này, cho phép anh Khoa xin được tóm tắt qua chương 27, ngọt thấu tâm can. Và đúng như tên gọi của chương, ở chương này là cảnh quấn quýt lấy nhau và vuốt ve vân vê nhau của Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân. Cả hai đã lên đến cực đỉnh trong suốt 8 năm qua đã không có nhau, và những lời âu yếm ngọt ngào của cả hai dành cho nhau, và phải dành lời khen dành cho tác giả nữ Sài Cây Đảng khi cô đã dành những lời rất ngắn ngủi, tóm tắt gọn gàng cảnh tình của hai chàng trai và những giây phút ân ái mặn nồng dành cho nhau. Còn bây giờ xin mời chúng ta cùng dõi theo chương 28, đây là cơm cho chó ăn. Cố Hải sáng sớm đã phải đến công ty, đến giữa trưa thì trở về. Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang ngủ. Bữa sáng hắn chuẩn bị cho cậu trước khi đi cũng chưa ăn. Cố Hải đành phải đổ tất cả làm lại một ít cơm trưa, vào phòng để gọi Bạch Lạc Nhân rời giường. Kết quả nhìn thấy cậu đang ngủ say, bèn ngồi bên cạnh nhìn đến tận 10 phút, rõ ràng là không nỡ mở miệng gọi. Rơi vào đường cùng, Cố Hải đành phải để lại một tờ ghi chú cho Bạch Lạc Nhân, khóa cửa kỹ rồi trở về công ty. Cố Hải vừa rời đi, Cố Dương đã đến liền sau đó. Đêm nay hắn sẽ đáp máy bay về Hồng Kông, dự định trước khi đi sẽ gặp Cố Hải một lần, và kết quả lại bỏ lỡ nhau trên đường về. Lúc Cố Dương đến công ty Cố Hải tìm hắn, Cố Hải vừa lúc đã về nhà. Lúc Cố Dương đến nhà Cố Hải thì hắn lại vừa rời đi không lâu. Cố Dương cố tình không gọi điện thoại cho Cố Hải hỏi hắn đang ở đâu, chỉ nghĩ nếu gặp được thì tốt, không gặp cũng không sao. Nhìn thấy cửa nhà Cố Hải khóa chặt, Cố Dương đứng lặng ở cửa, tự nghĩ hay là vào luôn đi. Hắn có chìa khóa của căn phòng này Cố Hải đã cho hắn từ lâu, nhưng dựa vào tình hình hiện tại có thể thấy không có ai ở nhà. Cố Dương không biết đi vào thì gặp được gì. Xoay người định đi, Cố Dương đột nhiên dừng lại. Ẩn ẩn cảm giác trong nhà không phải là không người, có một loại khí tức nhân loại mơ hồ từ phía trong bay ra. Cố Dương mở cửa phòng đi vào. Ở trong phòng tràn ngập mùi hương thức ăn. Cố Dương cầm tờ giấy đặt trên bàn trà, nhìn thấy phía trên viết: thức ăn đặt ở nồi giữ nhiệt, chỉ cần lấy ra ăn. Tôi tăng tầm sẽ về, nếu cậu đợi không kịp có thể đến công ty tìm tôi. Cô ngốc cũng có thể nhìn ra trong phòng này còn có một người khác. Xem ra em trai hắn đã đón chào xuân sắc lần thứ hai. Cửa phòng ngủ đóng chặt, Cố Dương nhẹ nhàng xoay nắm cửa, chậm rãi đi vào. Trên giường có một người đang ngủ, quấn chăn như nhộng, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Trong phòng thản nhiên lan tỏa mùi xạ hương, chỉ cần là đàn ông sẽ biết ngay trong phòng này đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Khi Cố Dương nhìn thấy người trên giường chính là Bạch Lạc Nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, loại cảm giác không thoải mái này và cái cảm giác của 8 năm trước khi thấy bọn họ ở cùng nhau không có gì thay đổi, là loại bài xích từ tận đáy lòng, bây giờ còn thêm chút lúng túng. Dường như lúc Cố Dương đứng ở cửa đã tự có một cái dự cảm rằng bên trong sẽ xuất hiện hình ảnh mà mình không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được phải vào trong kiểm tra. Bạch Lạc Nhân ngủ mê man, cậu tưởng Cố Hải vẫn chưa đi. Thực ra vừa rồi lúc Cố Hải đến bên giường nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đã phát hiện ra, nhưng vì vẫn còn rất mệt mỏi nên lười mở mắt mà thôi. Cố Dương quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân ngồi trên giường, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Trong lòng hắn đột nhiên nôn nóng. Bạch Lạc Nhân vươn chân ra khỏi ổ chăn, đến chỗ tay Cố Dương đặt trên giường. Thừa dịp Cố Dương vẫn còn đang ngay người, dùng đầu ngón chân đầu hung hăng kẹp lấy da trên mu bàn tay hắn, nhéo một cái. Môi Cố Dương cắn chặt điếu thuốc, định nắm lấy cổ chân Bạch Lạc Nhân, không ngờ cậu lại nhanh chóng rụt chân về. Nếu với tính cách bình thường của Cố Dương, đừng nói có người dám đánh lén hắn, dù chỉ là dùng chân chạm vào tay hắn, chân người này đừng mong có thể dùng tiếp. Nhưng hôm nay lại khác, Cố Dương không chỉ không tức giận, còn nhìn khối xanh tím trên mu bàn tay, nhếch miệng. Trong đầu hiện lên ánh mắt dọa người của Bạch Lạc Nhân ngày ấy trên máy bay xin mồi lửa. 8 năm đã qua, sự thật đã chứng minh những suy đoán của Cố Dương từ trước. Người này nếu không chết chắc chắn sẽ trở nên chói lọi. Cố Dương đi vào bếp, đem tất cả cơm trưa Cố Hải tỉ mỉ chuẩn bị ăn hết sạch, sau đó lau miệng, làm ra vẻ không có việc gì, ra khỏi nhà Cố Hải. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Bạch Lạc Nhân mới mở mắt ra. Đi rồi,
cũng không thèm chào tôi một câu. Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 2 giờ hơn. Cậu rời giường, thu thập xung quanh một chút, quyết định về nhà. Qua 2 ngày nữa là phải đi, thời gian còn lại phải ở cùng bố mẹ, nếu không lần sau cậu về nhất định sẽ bị quở trách. Bạch Lạc Nhân rửa mặt xong, nhanh chóng đi vào nhà bếp. Vừa rồi lúc Cố Dương ăn cơm, cậu đã ngửi thấy mùi hương, tưởng rằng Cố Hải đang ăn một mình. Kết quả, mở nồi giữ nhiệt ra, bên trong rỗng tuếch. Trên bàn cơm bày 2 cái bát và 2 cái đĩa đều rỗng không, ngay cả một muỗng canh cũng không có. Bạch Lạc Nhân nhìn không được nuốt nước bọt. Cố Hải, cậu thật độc ác, không phải chỉ nhéo mu bàn tay cậu thôi sao? Thức ăn còn không thèm chừa cho tôi miếng nào. Bữa chiều về nhà gặp lúc kẹt xe, xe không tiến được nữa. Kết quả gặp phải Dương Mãnh đang ngồi trên xe cảnh sát ra ngoài tuần tra. Bạch Lạc Nhân bấm còi. Dương Mãnh vừa muốn phát uy, ai con mẹ nó dám ngăn xe cảnh sát. Kết quả nhìn thấy trên biển số xe sáng long lanh chữ quân đội, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Lại trên giường, gương mặt anh khí bức người ra sau tấm thủy tinh, cơ thịt trên Dương Mãnh nháy mắt thả lỏng. Bạch Lạc Nhân đi xuống xe, cúi người dựa vào trước cửa kính xe Dương Mãnh. Đi tuần tra sớm thế sao? Dương Mãnh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Tôi đang tìm di động. Cậu đường đường là một cảnh sát gương mẫu, lại có thể bỏ việc đi quản việc nhỏ này hả? Bạch Lạc Nhân cười ha ha. Đâu phải, Dương Mãnh vẻ mặt đau khổ. Tôi tự làm mất di động. Bạch Lạc Nhân xấu hổ thanh thanh cổ họng. Di động của cậu sao lại mất? Dương Mãnh ghé vào phía trên tay lái lại nói. Đừng nói nữa, lúc nãy lúc đi bắt tên trộm vặt, kết quả không tốt, trộm đã không bắt được, còn mất luôn cái di động. Tôi bắt đầu hoài nghi hai tên kia chắc là cùng một bọn. Di động của tôi nói không chừng là do lúc tôi sơ suất bị chúng thuận tay trộm mất. Đúng rồi, cậu đang đi đâu? Dương Mãnh hỏi. À, cậu không về nhà sao? Đường bên kia kẹt xe quá, tôi mới rẽ sang bên này. Dương Mãnh đập vào vô lăng một cái. Tôi phải đi nhanh mới được. Nhân tử, bữa khác gặp nhau, chúng ta bây giờ không tiện nói chuyện, lỡ bị phạt thì không hay. Tôi phải đi tới phía trước nhìn một cái, nói không chừng tên trộm kia còn ở nơi đó kiếm ăn. Bạch Lạc Nhân cười nói. Được rồi, cậu đi nhanh lên, tôi đợi cậu đến tìm tôi đó. Bạch Lạc Nhân lái xe thẳng đến trung tâm di động, mua một cái di động mới nhất vừa được bán trên thị trường, trực tiếp phái người đưa đến sở cảnh sát. Chạy tới chạy lui cả buổi, xong việc cậu mới từ nhà xuất phát đi tìm Cố Hải. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Cố Hải dành phần cơm chiều để trong nồi giữ nhiệt cho cậu, nhìn ra cửa sổ chờ Bạch Lạc Nhân. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lạc Nhân từ trong xe bước ra, biểu tình gấp gáp hỏi Cố Hải. Cơm chín chưa? Đã chín, tôi để nó trong nồi giữ nhiệt cho cậu. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng. Cậu biết chừa cho tôi chút ít à? Cái gì? Gì mà chừa cho cậu chút ít? Tôi còn chưa ăn đâu, vẫn luôn đợi cậu mà. Mặt Bạch Lạc Nhân đầy vẻ nghi ngờ, đáng thương Cố Hải hoàn toàn không biết hắn bị nghi ngờ cái gì. Cố Hải vừa bưng đồ ăn lên, Bạch Lạc Nhân lập tức nhào vào ăn như hổ đói. Thím Châu muốn giữ cậu ở nhà ăn cơm, nhưng Bạch Lạc Nhân nói đã ăn ở bên ngoài rồi. Thật ra cậu vốn đã quen khẩu vị cơm do Cố Hải nấu, nên giờ ai nấu cậu ăn cũng không thích bằng. Hơn nữa từ trưa tới giờ còn chưa có miếng nào vào trong bụng, trong lòng nghẹn một hơi. Buổi tối thế nào cũng phải ăn mới được. Cố Hải kinh ngạc nhìn cách ăn của Bạch Lạc Nhân, nhìn không được mở miệng hỏi. Cậu cả chiều đi làm chuyện gì, đem cơm tiêu hóa sạch sẽ như vậy? Tôi có cái gì để tiêu hóa, cả một ngày cũng chưa ăn được cái gì. Cố Hải cười chiêu chọc nói. Cậu không phải đã ăn đồ ăn tôi giữ nóng cho cậu rồi à? Bạch Lạc Nhân càng nghe càng tức. Vâng, có chó nó ăn. Sau đó hai người cùng lúc dừng đũa. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được cái gì, kéo mu bàn tay Cố Hải qua nhìn, không thấy nó có cái gì bất thường. Rồi đem tay còn lại của hắn qua, cũng không phát hiện ra có gì khác lạ. Theo lý thuyết, lực chân của cậu không hề nhỏ đâu. Cố Hải lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu không thấy tờ giấy ghi trên bàn trà? Tờ giấy nào? Bạch Lạc Nhân đứng lên đi về phía phòng khách. Lúc này mới phát hiện ra trên bàn trà có để một tờ giấy. Cầm lên nhìn xem, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cố Hải chạy tới ban công gọi điện thoại cho Cố Dương. Trưa hôm nay anh có đến tìm tôi? Ừ, Cố Dương thản nhiên đáp. Còn đem đồ cậu đã giữ nóng ăn hết. Cố Hải trầm mặt. Vậy anh có đi vào phòng ngủ không? Tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt. Cố Hải bỏ di động xuống, từ ban công đi vào phòng. 5 phút đồng hồ qua đi, sự việc được làm rõ. Vừa rồi còn đang là bữa cơm ấm áp, nháy mắt đã bị bao phủ bởi một tầng u ám. Cậu nói đi, cậu đã đem tôi và anh ta nhận nhầm bao nhiêu lần rồi? Cố Hải đem mặt nổi giận nói. Nếu là song sinh thì còn có thể bỏ qua, nhưng hai đứa tôi đều không phải do cùng một mẹ sinh ra. Mức độ thừa nhận tôi trong lòng cậu thấp như vậy sao? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, ăn đồ ăn trong chén, lạnh giọng biện hộ. Tôi lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, làm sao biết được trong nhà còn có người khác. Huống chi lúc ấy anh ta cũng không lên một tiếng. Ngồi xuống trên giường, cậu lại mới từ trên giường đứng lên.
tôi hoàn toàn không mở mắt nhìn xem là ai. Đây là lý do sao? Cậu hiện tại cho dù có mặc đồ phụ nữ xen lẫn vào trong dòng người, tôi cũng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Bà Lạc Nhân đang ăn đột nhiên liền nghẹn họng, yên lặng nhìn cô Hải 2 giây để rơi mất một chiếc đũa. Cậu làm tôi phải ngủ ly bì ở chỗ này, cậu còn muốn tôi phải cảnh giác. Cô Hải đanh mặt nói không ra lời. Bà Lạc Nhân đứng dậy muốn đi, cô Hải một tay giữ lại cậu, kéo đến ngồi xuống bên người. Ăn xong rồi đi. Bà Lạc Nhân cứng rắn. Không thiếu cơm. Cô Hải cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vốn định phun ra, nhưng bánh bao rất thơm, cắn xuống liền không ngừng được. Hơn nữa ăn một còn muốn ăn thêm cái thứ hai, vì thế không có tiền đồ lại cầm thêm một cái. Còn không quên nói qua một câu: tôi nói cậu nghe, lãng phí thức ăn là không đúng. Cô Hải hung hăng lau khóe miệng dính tương của Bạch Lạc Nhân một cái, ngữ khí đã dịu bớt phần nào. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, tôi không sợ anh ta làm tổn thương cậu. Vậy sao cậu lại cho anh ta chìa khóa nhà? Cố Hải dừng một chút. Tôi không biết, ngay cả ba tôi còn không có, sao tôi lại có thể đưa cho anh ta? Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thay đổi, khó nghe để lại một tiếng thở dài. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa nghe qua chương 28 và rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo tiếp tục với chương 29 của Thượng Ẩn phần 2 từ tác giả Sài Cây Đảng với nội dung Thảo Dân biến thành Hoàng Thượng. Chuyện sẽ được phát trong chương trình đọc truyện online trên kênh YouTube Anh Khoa Official và có thể nghe lại bản audio trên kênh nhạc online Nhạc Của Tôi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. You